Họ đến là một trong những cái vật thể bí ẩn nhất trong cái vũ trụ. Hãy tưởng tượng một nơi mà lực hấp dẫn mạnh đến mức không gì kể cả ánh sáng có thể thoát ra được. Đó chính là họ đến. Chúng được hình thành khi những cái ngôi sao khổng lồ sụp đổ vào cuối vòng đời của chúng. Các ngôi sao giống như những cái lò phản ứng hạt nhân khổng lồ, hợp nhất các nguyên tử trong lõi của chúng. Quá trình này tạo ra áp suất hướng ra ngoài, cân bằng với lực hút của trọng lực hướng vào trong. Nhưng khi một ngôi sao hết nhiên liệu, lực hấp dẫn sẽ chiếm ưu thế. Nếu ngôi sao đó đủ lớn, lõi của nó sẽ sụp đổ vào chính nó, nén vật chất vào một không gian cực kỳ nhỏ. Điều này tạo ra một hố đen, một vật thể dày đặc đến mức lực hấp dẫn của nó là không thể thoát ra được. Họ đến không thể nhìn thấy bằng kính viễn vọng vì chúng không phát ra ánh sáng. Tuy nhiên, các nhà thiên văn học có thể phát hiện ra chúng bằng cách quan sát ảnh hưởng của chúng đối với các ngôi sao và khí gần đó. Trọng lực là thu giữ chúng ta trên trái đất và giữ các hành tinh quay quanh mặt trời. Nhưng lực hấp dẫn của họ đến thậm chí còn cực đoan hơn rất nhiều. Ranh giới xung quanh họ đến mà không gì có thể thoát ra được gọi là chân trời sự kiện. Một khi thứ gì đó vượt qua chân trời sự kiện, nó sẽ biến mất mãi mãi, bị mắc kẹt bởi lực hấp dẫn khủng khiếp của họ đến. Hãy tưởng tượng bạn ném một quả bóng lên không trung. Trên trái đất, quả bóng cuối cùng sẽ rơi xuống do trọng lực. Nhưng nếu bạn có thể ném quả bóng với tốc độ đủ lớn, nó sẽ thoát khỏi lực hấp dẫn của trái đất và bay vào không gian. Xung quanh họ đến, vận tốc thoát lớn hơn tốc độ ánh sáng. Vì không gì có thể di chuyển nhanh hơn ánh sáng, nên không gì có thể thoát khỏi lực hút của họ đến, kể cả chính ánh sáng. Thuyết tương đối rộng của Albert Einstein mô tả trọng lực là đồ công của không thời gian. Các vật thể khối lượng lớn như sao và hành tinh tạo ra một vết lõm trong không thời gian giống như một quả bóng bowling được đặt trên một tấm bật lò xo. Họ đến với lực hấp dẫn cực lớn, bề cong không thời gian ở mức độ lớn hơn nhiều. Sự bề cong này có một số hậu quả kỳ lạ, đặc biệt là đối với dòng chảy của thời gian. Hãy tưởng tượng hai chiếc đồng hồ, một chiếc ở gần họ đen và một chiếc ở xa. Thời gian thực sự trôi chậm hơn gần các vật thể khối lượng lớn do sự cổng vênh của không thời gian. Điều này có nghĩa là đồng hồ gần họ đến sẽ chạy chậm hơn đồng hồ ở xa. Hiệu ứng này được gọi là sự giãn nợ thời gian do trọng lực, đã được kiểm chứng bằng thực nghiệm và là hệ quả trực tiếp của thuyết tương đối rộng của Einstein. Phan Bồn Bi kéo giãn như xôi mi, lục kéo giãn gan hổ đen. Lục kéo giãn là sự khác biệt về lực hấp dẫn giữa hai điểm của một vật thể. Bạn trải nghiệm lực kéo giãn trên trái đất do lực hấp dẫn của mặt trăng gây ra thủy triều trên các đại dương. Gần một hổ đen, lục kéo giãn trở nên cực kỳ mạnh. Đó là bởi vì lực hấp dẫn tác động lên bàn chân của bạn sẽ mạnh hơn nhiều so với lực tác động lên đầu của bạn nếu bạn rơi xuống hồ đen theo hướng chân trước. Sự khác biệt về lực hấp dẫn này sẽ kéo dài cơ thể bạn ra như sợi mì. Một cái quá trình được đặt tên rất phù hợp là spaghettification, bị kéo giãn như sợi mì. Đó là một cách ra đi khá khó chịu, nhưng may mắn thay, đó là số phận dành cho những vật thể mạo hiểm đến quá gần họ đen. Độ mạnh của lực kéo giãn này phụ thuộc vào khối lượng của họ đen. Các họ đen nhỏ hơn có lực kéo giãn mạnh hơn ở chân trời sự kiện của chúng so với các họ đen lớn hơn. Phần 5. Sáng hơn hàng tỷ mặt trời địa bối tư. Mặc dù bản thân họ đến là vô hình, nhưng chúng có thể được bao quanh bởi những địa khí và bụi cực kỳ sáng, được gọi là địa bối tù. Khi vật chất rơi về phía họ đến, nó không rơi theo đường thẳng. Thay vào đó, nó xoáy tròn vào trong, tạo thành một cái địa xung quanh họ đến. Ma sát bên trong địa này làm nóng vật chất đến nhiệt độ cực cao, khiến nó phát ra ánh sáng và các cái dạng bức xạ khác. Địa bối tư có thể cực kỳ sáng, thường sáng hơn cả các thiên hà. Chúng phát ra bức xạ trên phố điện tử từ sóng vô tuyến đến tia X, khiến chúng có thể nhìn thấy được bằng các loại kính viễn vọng khác nhau. Bằng cách nghiên cứu bức xạ phát ra từ địa bối tư, các nhà thiên văn học có thể tìm hiểu về các đặc tính của họ đến, chẳng hạn như khối lượng và tốc độ quay của chúng. Phần 6. Vụ điều vũ trụ hộ đen và hàng xóm của chúng. Họ đến có ảnh hưởng sâu sắc đến môi trường xung quanh. Lực hấp dẫn khủng khiếp của chúng có thể phá vỡ quỹ đạo của các ngôi sao gần đó và thậm chí ảnh hưởng đến sự tiến hóa của toàn bộ thiên hà.
Các hồ đen siêu lớn có khối lượng gấp hàng triệu hoặc thậm chí hàng tỷ lần mặt trời của chúng ta được tìm thấy ở trung tâm của hầu hết các thiên hà, bao gồm cả dải ngân hà của chúng ta. Những cây gã khổng lồ vũ trụ này đóng một vai trò quan trọng trong sự hình thành và phát triển của các thiên hà. Khi vật chất rơi vào họ đến siêu lớn, nó giải phóng một lượng năng lượng khổng lồ, cung cấp năng lượng cho các tia hạt có thể kéo dài hàng nghìn năm ánh sáng. Những tia này có thể làm nóng khí xung quanh, ngăn nó nguôi đi và hình thành các ngôi sao mới. Các quan sát thiên văn về hộ đến và sự tương tác của chúng với môi trường xung quanh tiếp tục cung cấp cho chúng ta những hiểu biết mới về hoạt động của vũ trụ.